Các bạn đang nghe truyện ta có hệ thống thần cấp vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 257, Long Ngạo Thiên Lưu Tiểu Viễn cũng nhận ra thiếu chủ của nhà họ Long ngay. Thiếu chủ của nhà họ Long này chính là người mà anh đã giao đấu ở ven hồ vào tối hôm đó. Thiếu chủ, hai người quen nhau sao? Trưởng lão của nhà họ Long lập tức hỏi. Thiếu chủ của nhà họ Long Long Ngạo Thiên nói, Nhị trưởng lão, người này chính là người đã giao thủ với tôi lần trước còn phá hủy cây sáo của tôi. Nghe Long Ngạo Thiên nói, nhị trưởng lão của nhà họ Long Gia nói, thiếu chủ, hôm nay lão phu sẽ báo thù cho thiếu chủ, giúp thiếu chủ trút cơn giận này. Long Ngạo Thiên nói, nhị trưởng lão, lát nữa ông chỉ cần hỗ trợ ở bên cạnh là được, tên nhóc này tôi muốn tự mình ra tay, để hắn biết được hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Long Gia chúng ta, hai người ông một câu tôi một câu, hoàn toàn không để lưu tiểu viễn vào mắt, coi như không khí. Đường võ nóng tính lại nổi lên, hét lớn, này có người của nhà họ đường chúng tôi ở đây các người đừng hòng làm càng nhị trưởng lão của nhà họ long nghe đường võ tự xưng tên họ rõ ràng rất kinh ngạc rồng mạnh không đè được rắn địa phương huống hồ nhà họ đường ở thủ đô cũng không phải là rắn địa phương ở thủ đô này vẫn có chút thế lực nếu hôm nay nhà họ đường nhúng tay vào chuyện này e rằng sẽ không dễ giải quyết cậu bạn này hôm nay là chuyện giữa nhà họ long chúng tôi và lâm tân mong cậu đừng nhúng tay vào tôi xin cảm ơn nhị trưởng lão của nhà họ long chắp tay nói hừ tổng giám lâm là người chúng tôi bảo vệ nếu các người muốn bất lợi cho ông ấy trước tiên phải vượt qua anh em chúng tôi đã đường võ lớn tiếng nói long ngạo thiên không quan tâm nhà họ đường là ai với tư cách là thiếu chủ của nhà họ long cho dù là người nào dám cản trở long ngạo thiên làm việc chỉ có một kết cục đó chính là chết nhị trưởng lão nói nhiều với bọn họ làm gì trực tiếp ra tay là được long ngạo thiên ngạo mạng nói nhị trưởng lão khổ không nói nên lời thiếu chủ này sao lại không biết nặng nhẹ như vậy đây là thủ đô không phải miêu trại thiếu chủ nhà họ đường gia này là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô thế lực không thể coi thường nếu có thể không gây hiềm khích thì tốt nhất là nên làm vậy nhị trưởng lão nhỏ giọng nói bên tai long ngạo thiên long ngạo thiên nghe vậy vẫn giữ vẻ ta đây là nhất nói nhị trưởng lão sao ông lại càng ngày càng nhát gan vậy cho dù là nhà họ đường ở thủ đô thì sao chứ ra tay đi nhị trưởng lão còn muốn khuyên can nhưng long ngạo thiên không cho ông ta cơ hội trực tiếp ra tay với lưu tiểu viễn tên nhóc hôm nay tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc đắc tội với tôi long ngạo thiên hét lớn một tiếng trực tiếp tấn công lưu tiểu viễn tô hữu long sợ hãi vội vàng trốn vào góc tường thần tiên đánh nhau đừng làm hại đến tên tiểu quỷ này thiếu chủ nhị trưởng lão thấy vậy sợ thiếu chủ của mình gặp nguy hiểm lập tức tiến lên giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi cao thủ Võ Lâm, trận chiến này tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng, vì bên cạnh Long Ngạo Thiên còn có một cao thủ hóa kình. Tốt lắm! Thấy Long Ngạo Thiên lao về phía mình, Lưu Tiểu Viễn đá một cú. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, né sang một bên, trong lòng nghĩ chỉ bằng một cú đá này mà muốn đánh bại thiếu chủ này, quả thực là mơ mộng hảo huyền. Tuy nhiên, Long Ngạo Thiên rõ ràng là vui mừng quá sớm, Lưu Tiểu Viễn đá một cú, sau đó lại đá tiếp một cú, có thể nói là liên hoàn cước. Không ổn. Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, nhưng cú đá này đã không thể né tránh được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đá của Lưu Tiểu Viễn đá vào người mình. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề này, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trong tình huống cấp bách, nhị trưởng lão trực tiếp phun một chưởng đánh vào đầu lưu tiểu viễn chưởng này nhị trưởng lão đã ra tay rất mạnh chứa đựng khí hóa kình khí trực tiếp phun ra từ lòng bàn tay của nhị trưởng lão tốc độ cực nhanh đánh vào đầu lưu tiểu viễn nếu đầu bị khí hóa kình đánh trúng e rằng sẽ lập tức mất mạng tuy nhiên cao thủ võ lâm mà lưu tiểu viễn triệu hồi ra lại là một cao thủ hóa kình đỉnh phong vì vậy đối phó với tình huống này rõ ràng là dễ như trở bàn tay chỉ thấy lưu tiểu viễn cũng không né tránh, mà trực tiếp đánh ra một chưởng cứng đối cứng với đối phương. Tìm chết. Thấy lưu tiểu viễn không né tránh mà chọn cách cứng đối cứng với mình, trên mặt nhị trưởng lão lộ ra một nụ cười lạnh. Nhị trưởng lão đã bước vào hóa kình hơn 10 năm rồi, có thể nói là một cao thủ hóa kình thâm niên, ngay cả ở miêu trại, cũng không có mấy người dám cứng đối cứng với ông ta. Tất nhiên, khi đối mặt với những cao thủ hóa kình khác, nhị trưởng lão cũng sẽ chọn cách tránh mũi nhọn, chờ thời cơ phản công bây giờ thấy lưu tiểu viễn không biết trời cao đất rộng như vậy mà đỡ lấy một chưởng của mình nhị trưởng lão đương nhiên trong lòng thầm mắng lưu tiểu viễn không biết sống chết anh lưu cẩn thận đường văn thấy nhị trưởng lão ra tay vô cùng kinh ngạc bởi vì anh ta có thể rõ ràng cảm nhận được nhị trưởng lão đánh ra một chưởng này một luồng khí thể bay về phía đầu lưu tiểu viễn mặc dù đường văn vẫn chưa phải là cao thủ hóa kình nhưng anh ta lại biết đây chính là khí hóa kình của cao thủ hóa kình khóe miệng nhị trưởng lão hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười đắc ý bởi vì theo ông ta thấy với bản lĩnh hiện tại của lưu tiểu viễn mà cứng đối cứng với mình chỉ có nước tìm đường chết Á! À, long ngạo thiên trúng một cước của lưu tiểu viễn trực tiếp kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài nhị trưởng lão thấy long ngạo thiên bay ra ngoài mặc dù lo lắng nhưng lại không có cách nào chỉ có thể hy vọng luồng khí hóa kình trong chưởng của mình sớm đánh vào đầu lưu tiểu viễn để báo thù cho long ngạo thiên Chuyện gì xảy ra vậy? Nhị trưởng lão đột nhiên phát hiện trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, lập tức cảm thấy không ổn, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mách bảo ông ta, luồng khí hóa kình trong trưởng của mình vừa nãy đã bị hóa giải. Phát hiện này khiến nhị trưởng lão kinh ngạc đến mức há hốc mồm, có thể khiến luồng khí hóa kình của mình tiêu tan, chứng tỏ đối phương không hề kém mình. Nhị trưởng lão lại nhìn tuổi của Lưu Tiểu Viễn, dù có chết ông ta cũng không tin lưu tiểu viễn trẻ tuổi như vậy mà lại có thể đánh ngang tay với mình, chẳng lẽ thực sự là tuổi trẻ sống sau xô sống trước, lớp sống trước sắp bị đập chết trên bãi cát rồi sao, ngay khi nhị trưởng lão đang suy nghĩ thì một dự cảm không lành dâng lên, trong lòng thầm kêu một tiếng tệ rồi, cả người lăn xuống đất. Vừa lăn xuống đất, bức tường sau lưng nhị trưởng lão lập tức như bị một luồng khí mạnh đánh trúng, lớp sơn trắng bên ngoài lập tức bong ra khỏi tường, lõm xuống một mảng lớn, suýt nữa thì có thể nhìn thấy viên gạch đỏ xây tường bên trong nguy hiểm thật ánh mắt nhị trưởng lão không tự chủ được mà nhìn vào cái lỗ nông trên tường sắc mặt lập tức trở nên khó coi nhị trưởng lão biết hôm nay mình gặp phải đối thủ mạnh kẻ địch mạnh đến mức ông ta không thể chống đỡ nổi chàng trai trẻ này xin dừng tay xin đừng ra tay nhị trưởng lão lập tức bật người dậy từ trên đất chắp tay nói với lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nhìn nhị trưởng lão nheo mắt hỏi, muốn dở trò gì, nhị trưởng lão nói, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm, Lưu Tiểu Viễn hỏi, hiểu lầm. Nhà họ Long các người ám sát tổng giám đốc Lâm, đây cũng là hiểu lầm sao? Nếu đã hiểu lầm như vậy, vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa hai người các người lên trời, lát nữa cũng nói với gia chủ nhà họ Long các người rằng đây là hiểu lầm, ông thấy thế nào, nhị trưởng lão cười gượng, nói, chàng trai trẻ này, chúng tôi cũng chỉ là được người khác nhờ vả mà thôi. Bây giờ, có cậu là cao thủ như anh bảo vệ tổng giám đốc lâm tôi dám đảm bảo sau này nhà họ long chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện này nữa nhị trưởng lão hạ mình như vậy là vì một trưởng của lưu tiểu viễn vừa nãy đã trực tiếp dọa ông ta sợ mất mật có thể một trưởng phá vỡ khí hóa kình của mình còn có thể dư uy chưa tan có uy lực như vậy quả thực là nghe mà giật mình ngay cả gia chủ nhà họ long cũng không có tu vi như vậy đây chính là nguyên nhân khiến nhị trưởng lão sợ hãi cho nên mới nguyện ý hạ mình hòa giải ồ ông có thể làm chủ nhà họ long sao lưu tiểu viễn nhìn nhị trưởng lão hỏi có thể chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm chủ được nhị trưởng lão không chút do dự nói lúc này long nạo thiên bị lưu tiểu viễn đá bay ra ngoài từ dưới đất bò dậy nói với nhị trưởng lão nhị trưởng lão ông đang nói gì vậy nhà họ long chúng ta cần gì phải sợ anh ta thiếu chủ cậu ngậm miệng cho tôi Nhị trưởng lão thấy Long Ngạo Thiên không biết thời thế, tức giận ngắt lời Long Ngạo Thiên. Nhị trưởng lão tức giận như vậy, là vì ông ta sợ Long Ngạo Thiên không biết trời cao đất rộng, nói ra những lời ngông cuồng, chọc giận Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó hai người có còn mạng hay không còn là một ẩn số. Long Ngạo Thiên không ngờ nhị trưởng lão lại quát mình, nhất thời ngây người, trợn tròn mắt nhìn nhị trưởng lão, bởi vì với tư cách là thiếu chủ nhà họ Long, ngoài bố già của mình ra, những người khác đều rất tôn trọng thiếu chủ là anh ta hôm nay nhị trưởng lão lại quát long ngạo thiên long ngạo thiên đương nhiên có chút không hiểu nhị trưởng lão ông dám quát tôi sao long ngạo thiên vẻ mặt khó tin hỏi nhị trưởng lão nói thiếu chủ xin lỗi chuyện hôm nay do tôi làm chủ bất kỳ hậu quả nào tôi cũng sẽ gánh chịu sau khi trở về tôi sẽ tự mình giải thích với gia chủ long ngạo thiên nghe nhị trưởng lão nhắc đến bố già của mình lập tức không còn tính khí Lưu Tiểu Viễn nghe nhị trưởng lão đồng ý hòa giải, cũng vui vẻ như vậy. Không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ nhớ thương, nếu nhà họ Long từ bỏ việc ám sát Lâm Tân, thì đó là điều tốt nhất. Nếu ông có thể làm chủ, tôi cũng không làm khó hai người, cái gọi là oan gia nên giải chứ không nên kết. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn lập tức chuyển giọng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu ông dám trở mặt, tôi không ngại đích thân đến nhà họ Long các người một chuyến đây là lời đe dọa trắng trợn nhưng nhị trưởng lão không hề nghi ngờ với bản lĩnh hiện tại của lưu tiểu viễn hoàn toàn có thể dễ dàng làm được nhị trưởng lão liên tục nói chàng trai trẻ này cậu yên tâm người miêu trại chúng tôi coi trọng nhất chính là chữ tính nhất định sẽ nói được làm được đúng rồi tổng giám đốc lâm bị trúng độc là loại bột màu trắng của nhà họ long các người tô hữu long đã nói loại thuốc giải này chỉ có nhà họ long các người có đúng không lưu tiểu viễn hỏi nhị trưởng lão vội vàng gật đầu nói đúng sau đó từ trên người móc ra một lọ nhỏ nói thuốc giải ở bên trong này chỉ cần uống một viên là được nói xong nhị trưởng lão cung kính đưa lọ nhỏ đến tay lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn cho rằng nhị trưởng lão hiện tại cũng không có gan dám lừa mình nhận lấy lọ thuốc sau đó đổ ra một viên thuốc giải viên thuốc giải này chỉ bằng hạt đậu nành màu hơi đỏ lưu tiểu viễn đưa thuốc giải cho lâm tân nói chú lâm mau uống viên thuốc giải này đi lâm tân nhận lấy thuốc giải liền ném vào miệng nuốt xuống lưu tiểu viễn đậy nắp lọ thuốc giải lại sau đó bỏ vào túi mình nói với nhị trưởng lão tôi nhận lọ thuốc giải này ông có ý kiến gì không nhị trưởng lão vội vàng lắc đầu nói không có ý kiến nói đùa cho dù có ý kiến cũng phải nói là không có ý kiến huống hồ loại thuốc giải như vậy đối với nhà họ long bọn họ mà nói tuy rằng quý giá nhưng so với mạng sống thì chẳng là gì cả thuốc giải này bao giờ thì có hiệu quả Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nhị trưởng lão trả lời thành thật, thuốc giải này sau khi uống vào, trong vòng vài phút sẽ có hiệu quả. Vậy thì làm sao tôi biết có hiệu quả hay không, có biểu hiện cụ thể nào không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nhị trưởng lão nói, biểu hiện cụ thể thì không có gì, chỉ là người trúng độc sẽ cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn nhiều, bởi vì trúng loại thuốc độc này của nhà họ Long chúng tôi, thông thường cả người sẽ cảm thấy không có sức lực, tất nhiên tình trạng này thường là những người hít phải lượng bột rất ít. Còn nếu hít phải lượng bột rất lớn, thì sẽ chết ngay tại chỗ. Vài phút sau, Lâm Tân từ trên ghế sofa đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, vẻ mặt mừng rỡ nói với Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, chú cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn nhiều, chú nghĩ là chất độc trong cơ thể chú đã được giải rồi. Kết quả này thực ra cũng nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì nhị trưởng lão trong tình huống này không dám lừa mình, trừ khi ông ta không muốn sống nữa, theo tiếng cúc của Lưu Tiểu Viễn nhị trưởng lão lập tức kéo long ngạo thiên đi ra khỏi phòng của tô hữu long sau khi thấy nhị trưởng lão và long ngạo thiên đi rồi tô hữu long lập tức tiến lên nịnh nọc nói tôi đã làm theo những gì cậu nói cậu có thể tha cho tôi một mạng không đối với loại người vong ân phụ nghĩa như tô hữu long lưu tiểu viễn là ghét nhất nói trước đó tôi lừa ông đấy cơ thể ông căn bản không bị thương yên tâm đi ông không sao cả nghe vậy trong lòng tô hữu long tất nhiên tức giận đổi lại là ai bị người khác đem ra làm trò đùa ai mà không tức giận nhưng tô hữu long cũng chỉ dám tức giận trong lòng chứ bảo ông ta đối mặt với lưu tiểu viễn mà gào lên vài câu thì dù có mượn ông ta lá gan ông ta cũng không dám cậu không lừa tôi chứ tôi thực sự không sao tô hữu long không thể tin nổi hỏi bởi vì trước đó cơn đau ở bụng chính là triệu chứng bị thương trong bây giờ lưu tiểu viễn lại nói không sao tô hữu long có chút nghi ngờ rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả yên tâm đi tôi là người nói không hay lừa dối người khác lưu tiểu viễn nhìn tô hữu long nói nói xong câu này lưu tiểu viễn trong lòng bổ sung tôi thường không lừa người nhưng nếu lừa thì không phải chỉ bình thường được rồi không sao rồi chúng tôi cũng đi trước đây lưu tiểu viễn vỗ vai tô hữu long sau đó dẫn lâm tân và những người khác đi ra khỏi phòng của tô hữu long tô hữu long thấy lưu tiểu viễn và những người khác đi ra ngoài trong lòng nghĩ không được mình phải đến bệnh viện xem thử, xem cơ thể mình có vấn đề gì không." Lên xe, Lâm Tân nói, "Tiểu Viễn, cháu thực sự cứ thế mà tha cho Tô Hữu Long sao?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Chú Lâm, chú yên tâm, loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như Tô Hữu Long sẽ không có kết cục tốt đâu, không cần nói quá rõ ràng." Lâm Tân lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo lên, lấy ra xem, là một số lạ, hơn nữa địa điểm hiển thị cuộc gọi đến là thủ đô ai gọi thế này lưu tiểu viễn nhìn số lạ trên màn hình điện thoại cuối cùng vẫn nghe điện thoại alo ai đấy lưu tiểu viễn hỏi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên anh lưu à tôi là lý thụ dương đây anh lưu tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh lưu không biết anh lưu có thời gian đến đây một chuyến không nếu anh lưu không có thời gian tôi cũng có thể đến chỗ anh lưu chuyện rất quan trọng lưu tiểu viễn nghĩ lý thụ dương tìm mình rốt cuộc có chuyện quan trọng gì ừm mặc kệ đi xem thử trước xem lý thụ dương này bày trò gì tôi có thời gian lập tức đến chỗ anh một chuyến lưu tiểu viễn nói sau khi cúp điện thoại lưu tiểu viễn nói một tiếng với lâm tân sau đó xuống xe đón một chiếc taxi đến nhà họ lý đến nhà họ lý lưu tiểu viễn lại gặp lý nghệ hạo lý nghệ hạo thấy lưu tiểu viễn từ ánh mắt tức giận có thể thấy tên này hận không thể ăn tươi nuốt sống anh nhưng lại không có cách nào gặp lý thụ dương lưu tiểu viễn trực tiếp mở lời hỏi anh lý không biết anh tìm tôi đến đây rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn nói với tôi lý thụ dương nói anh lưu tối qua đường trung tính tìm tôi nói là muốn liên hợp với tôi cùng nhau đối phó với anh lưu tiểu viễn biến con trai lý thụ dương là lý nghệ hạo thành một phế nhân lý thụ dương đương nhiên muốn dạy dỗ lưu tiểu viễn một trận biến lưu tiểu viễn thành phế nhân càng tốt thế nhưng lý thụ dương nghĩ đến tình hình bệnh tình của mẹ mình liền do dự vì bệnh tình của mẹ mình vẫn nên đừng đắc tội với lưu tiểu viễn dù sao con trai mình đã là phế nhân rồi cho dù giết lưu tiểu viễn cũng không thể khiến con trai mình khôi phục bình thường sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt lý thụ dương cuối cùng quyết định nói chuyện này cho lưu tiểu viễn biết lấy được thiện cảm của lưu tiểu viễn như vậy lưu tiểu viễn biết đâu sẽ để tâm hơn đến chuyện huyết linh chi hoang dã ồ lưu tiểu viễn nhìn lý thụ dương cười hỏi vậy anh lý có đồng ý không lý thụ dương cười một tiếng nói lúc đó để đường trung tính không nghi ngờ trên mặt tôi đồng ý với đường trung tính sau khi trở về tôi vốn định lập tức gọi điện thoại nói cho anh lưu biết nhưng vì đã quá muộn sợ làm lỡ việc nghỉ ngơi của anh lưu nên không gọi nhưng sáng nay có quá nhiều chuyện vụn vặt đến tận bây giờ mới có thời gian gọi điện thoại nói cho anh lưu biết nghe lý thụ dương nói vậy lưu tiểu viễn trong lòng cười lạnh liên tục anh căn bản không tin lời lý thụ dương vừa nói sở dĩ bây giờ mới gọi điện thoại cho mình, sợ là vẫn chưa cân nhắc kỹ càng. Còn về việc tại sao Lý Thụ Dương do dự không quyết, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được đại khái là vì chuyện huyết linh chi. Vậy thì cảm ơn anh Lý đã nói cho tôi tin tức quan trọng như vậy, cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn chấp tay cảm ơn Lý Thụ Dương. Việc xã giao qua loa như vậy, Lý Thụ Dương ông làm được, Lưu Tiểu Viễn tôi cũng làm được. Lý Thụ Dương nói tiếp, anh Lưu, đường trung tính này muốn liên hợp với nhà họ Lý chúng tôi, nói là phái mấy cao thủ hóa kình đến, dạy cho anh Lưu một bài học, mà thời gian thì định vào tối nay. Vậy anh Lý nói chuyện này cho tôi biết, nếu để đường trung tính biết được, chẳng phải là đắc tội với cả nhà họ đường rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười mị mị hỏi. Kết quả này Lý Thụ Dương đã sớm cân nhắc rồi, dù sao quan hệ giữa nhà họ Lý và nhà họ đường vốn không tốt, cho nên cũng không quan tâm chuyện này có đắc tội với nhà họ đường hay không hơn nữa đường trung tính cho dù biết được sự thật thì cũng không dám làm gì nhiều nhất chỉ có thể chửi bới sau lưng lý thụ dương nói vì anh lưu cho dù đắc tội với cả nhà họ đường thì sao chứ lý thụ dương nói rất hào sản nếu là người ngây thơ thì thật sự bị lý thụ dương lừa rồi nhưng lưu tiểu viễn sẽ không mắc mưu này lưu tiểu viễn tuy không phải là cáo già trong giang hồ nhưng cũng biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí huống hồ Lưu Tiểu Viễn còn đánh bị thương Lý Nghệ Hạo và Lý Phúc, khiến hai người trở thành phế nhân. Cho dù Lý Thụ Dương có hào phóng đến đâu, cũng không thể hào phóng đến mức này. Cho nên, Lý Thụ Dương làm như vậy, chỉ có một cách hiểu, chính là có mục đích, anh Lý, tôi không biết nên nói gì nữa. Lưu Tiểu Viễn giả vờ cảm động. Đúng rồi, anh Lý, chuyện bệnh tình của mẹ anh cần huyết linh chi hoang dã, tôi đã có kết quả rồi, một người bạn của tôi hình như có lưu tiểu viễn nói đây là lời lưu tiểu viễn cố ý nói ra sợ lý thụ dương mặt ngoài một đằng sau lưng một nẻo đến lúc đó thật sự hợp tác với nhà họ đường để dạy cho mình một bài học thì tình hình sẽ có phần không ổn còn việc đưa ra mồi nhữ là huyết linh chi chính là để nói với lý thụ dương rằng tôi có tung tích của huyết linh chi muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ anh thì phải ngoan ngoãn nghe lời đừng có dở trò gì lý thụ dương nghe vậy lập tức hỏi anh lưu anh nói thật chứ lưu tiểu viễn nói chuyện như vậy tôi sao có thể nói đùa được trước đó thông qua tiêu thanh phong giải thích về một số năm tuổi của huyết linh chi lưu tiểu viễn đã có thể xác định những cây huyết linh chi mà cáo nhỏ tặng cho mình hẳn là có năm tuổi trở lên còn về việc có phải là hoang dã hay không lưu tiểu viễn cho rằng hẳn là vậy bởi vì lưu tiểu viễn chưa từng nghe nói ở mười dặm tám hương có ai trồng thứ này thật quá tốt thật quá tốt lý thụ dương vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên sau khi rời khỏi nhà họ lý lưu tiểu viễn lập tức lại đi đến nhà họ đường đường trung tính vừa hay ở nhà lưu tiểu viễn gặp đường trung tính đối với sự xuất hiện đột ngột của lưu tiểu viễn đường trung tính cảm thấy có chút bất ngờ anh lưu không biết hôm nay anh đến có chuyện gì đường trung tính cười hỏi gặp đường trung tính cười như dấu dao trong nụ cười lưu tiểu viễn thấy ghê tởm nói anh đường hôm nay tôi đến tìm anh là có một chuyện muốn nói với anh ồ không biết anh Lưu có chuyện gì muốn nói với tôi." Đường Trung Tính cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Lần trước tôi cùng bác sĩ Tiêu Thanh Phong đến nhà họ Lý khám bệnh, đột nhiên phát hiện mẹ của Lý thụ Dương mắc một căn bệnh lạ, cần dùng huyết linh chi hoang dã có 5 tuổi trở lên để làm thuốc mới có thể chữa khỏi." Chắc hẳn anh Đường cũng biết, huyết linh chi vốn là dược liệu quý hiếm, huống hồ là loại có 5 tuổi trở lên, lại còn là loại hoang dã thì càng khó khăn hơn nữa, Đường Trung Tính nghe đến đây, cảm thấy khó hiểu không hiểu tại sao lưu tiểu viễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện chẳng liên quan này tuy nhiên đường trung tính không ngắt lời lưu tiểu viễn để mặc lưu tiểu viễn nói tiếp xem anh ta có thể nói ra được điều gì lưu tiểu viễn tiếp tục nói lý thụ dương cũng là một đứa con hiếu thảo để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được tung tích của huyết linh chi hoang dã có năm tuổi trở lên tuy nhiên trời không tuyệt đường người người khác không có nhưng tình cờ tôi quen một người bạn chỗ anh ta lại có huyết linh chi hoang dã có 5 tuổi trở lên. Tôi đã báo tin vui này cho Lý Thụ Dương, Lý Thụ Dương đương nhiên mừng như điên, vội vàng cảm ơn tôi, còn nói với tôi rằng, ân quán trước đây với nhà họ Lý đã xóa bỏ hết, đường trung tính nghe xong lời kể của Lưu Tiểu Viễn, vẫn còn khó hiểu, nhưng rất nhanh, đường trung tính lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đang gián tiếp nói với đường trung tính rằng, chuyện ông muốn đối phó với tôi, Lý Thụ Dương đã nói cho tôi biết rồi lưu tiểu viễn làm như vậy là không muốn tạo thêm nhiều kẻ thù vốn dĩ có thể giải quyết bằng vài câu nói thì cần gì phải động thủ lưu tiểu viễn tin rằng đường trung tính là người thông minh sau khi nghe xong lời mình nói sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của mình nếu đến lúc đó đường trung tính vẫn muốn đối phó với mình thì lưu tiểu viễn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay đường trung tính vốn định mượn dao giết người để lý thụ dương làm kẻ xung phong không ngờ lý thụ dương lại bán đứng mình Đường trung tính trong lòng đã chửi tổ tông 18 đời của Lý Thụ Dương, nghĩ lại, nếu Lưu Tiểu Viễn không nói rõ chuyện này, thì là không muốn xé rách mặt mũi với mình. Đã như vậy, đường trung tính cũng thuận nước để thuyền, nói, anh Lưu, trước đây vì chuyện của con gái mà có chút không vui với anh Lưu, đường mổ ở đây xin lỗi anh Lưu. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cười nói, anh đường khách sáo quá rồi, chuyện đó tôi đã quên từ lâu rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói tối nay anh đường có hoạt động. Tối nay có hoạt động, chính là ám chỉ Đường Trung Tính đã hẹn Lý Thụ Dương tối nay sẽ dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Đường Trung Tính lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói, trong lòng lại một lần nữa hỏi thăm tổ tông 18 đời của Lý Thụ Dương. Anh Lưu, anh nghe tin ở đâu vậy, không thể nào, tối nay chúng tôi không có hoạt động, mà có hoạt động cũng sẽ hủy bỏ. Lời nói này của Đường Trung Tính chính là nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, Đường Trung Tính tôi cũng muốn xóa bỏ ân oán với Lưu Tiểu Viễn anh. Ồ, nếu vậy thì tốt Lưu Tiểu Viễn cười nói, Đường Trung Tính cũng cười, sau đó cầm tách trà mời Lưu Tiểu Viễn uống trà. Uống một ngụm trà, Lưu Tiểu Viễn nói, "Anh Đường, tôi đi tìm Đường Huyền có chút việc, không nói chuyện với anh Đường nữa." Đường Trung Tính đứng dậy, nói, "Anh Lưu đi thông thả, tôi không tiễn." Nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn đi xa, Đường Trung Tính nắm chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, khuôn mặt u ám đến mức sắp nhỏ nước mắt. Đường Trung Tính tuy không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào cũng không muốn thực sự xé rách mặt mũi với lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn vừa đi vừa đắc ý ngân nga một bài hát đột nhiên thấy đường di đình đi tới đối diện mình đường di đình nhìn thấy lưu tiểu viễn dường như giống như chuột thấy mèo lập tức quay người định quay về lưu tiểu viễn lập tức cười nói cô đường cô làm sao vậy nhìn thấy tôi mà trốn sao chẳng lẽ sợ tôi ăn cô sao đường di đình thực sự sợ lưu tiểu viễn ăn cô ta Chuyện tối qua vẫn còn nhớ như in, ngay cả Diệp Tử Phàm cũng không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, có thể thấy Lưu Tiểu Viễn đáng sợ đến mức nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đường Di Đình dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói: "Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì?" "Tôi nói cho anh biết, đây là nhà họ Đường." Đường Di Đình sợ Lưu Tiểu Viễn động thủ, trước tiên nói ra lời này để cảnh cáo Lưu Tiểu Viễn đừng có làm bậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói: "Cô Đường, cô đừng có như vậy được không?" tôi biết đây là nhà họ Đường yên tâm tôi sẽ không làm bậy Đường Di Đình nghe vậy lúc này mới yên tâm sau đó hỏi anh gọi tôi có chuyện gì Lưu Tiểu Viễn nói không có chuyện gì chỉ là nhìn thấy cô Đường đột nhiên nhớ đến muốn hỏi mặt cô Đường đã hết sưng chưa không nói đến chuyện này thì thôi vừa nhắc đến chuyện này Đường Di Đình liền tức giận hôm qua bị Lưu Tiểu Viễn tác một cái đến giờ vẫn chưa hết sưng hừ Đường Di Đình hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi Đường Di Đình tìm đến chỗ bố và đường trung tính của mình, hỏi, bố, sao bố lại để tên khốn lưu tiểu viễn đó đến nhà họ đường của chúng ta? Đường trung tính nói, tên khốn gì chứ, không được nói bậy. Đường Di Đình khó hiểu hỏi, bố, tại sao vậy? Chẳng phải lưu tiểu viễn chỉ là một cao thủ hóa kình sao? Cần gì phải sợ anh ta như vậy? Đường trung tính nhìn con gái mình, nói, Di Đình, con là con gái thì đừng xen vào chuyện này. Đúng rồi, nghe nói tối qua con lại đi chơi với diệp tử phàm thế nào vừa nhắc đến chuyện tối qua đường di đình liền tức giận tức giận kể lại chuyện tối qua sau khi nghe đường di đình kể xong đường trung tính kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm di đình con nói lưu tiểu viễn chỉ một chiêu đã đánh ngã diệp tử phàm sao đường trung tính kinh ngạc hỏi đường di đình nói bố tất nhiên là thật rồi con tận mắt chứng kiến tử phàm còn bị lưu tiểu viễn tác hai cái tức chết con mất đường trung tính nghe đến đây, trong lòng chấn động đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả, Lưu Tiểu Viễn trẻ tuổi như vậy, vậy mà chỉ một chiêu đã chế ngự được Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, biết được Lưu Tiểu Viễn là một yêu nghiệt như vậy, đường trung tính thầm may mắn vì vừa nãy mình không xé rách mặt mũi với Lưu Tiểu Viễn. Một người tài năng yêu nghiệt như Lưu Tiểu Viễn, nếu thực sự đắc tội, đối với nhà họ đường mà nói có thể coi là một tai họa. Ừm, hình như tên nhóc này có quan hệ không tệ với Huyền Nhi, mình phải lợi dụng điểm này kéo gần quan hệ giữa nhà họ đường và cậu ta đường trung tính nghĩ vậy lập tức chạy ra khỏi phòng của mình bố bố đi đâu vậy đường di đình ở phía sau gọi nhưng đường trung tính căn bản không để ý đến tiếng gọi của đường di đình lưu tiểu viễn vừa mới đến chỗ đường huyền đường trung tính đã theo sau đến bố sao bố lại đến đây đối với sự xuất hiện của đường trung tính đường huyền có vẻ hơi bất ngờ đường trung tính cười nói bố đến xem tình hình sức khỏe của mẹ con thế nào nói rồi đường trung tính nhìn dương tú vân trên giường hỏi tú vân sức khỏe của bà thế nào rồi dương tú vân quay đầu đi căn bản không muốn để ý đến đường trung tính xem ra tổn thương năm xưa khiến dương tú vân cả đời này cũng không thể tha thứ cho đường trung tính đường trung tính cười gượng nói tú vân tôi biết bà vẫn còn tức giận tôi vì chuyện năm xưa tôi cũng không trách bà muốn mắng muốn đánh gì cũng được chỉ xin bà đừng không để ý đến tôi. Dương Tú Vân vẫn không nói một lời, nhìn cũng không nhìn đường trung tính lấy một cái. Lưu Tiểu Viễn rất kỳ lạ, hôm nay đường trung tính này bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chạy đến chỗ mẹ đường huyền để nhận lỗi? Chẳng lẽ là vì lời nói của mình vừa nãy sao? Lưu Tiểu Viễn nào biết? Đường trung tính làm như vậy hoàn toàn là vì nghe lời đường Di Đình nói, biết được Lưu Tiểu Viễn dễ dàng đánh bại dịp tử phàm, nên mới vội vàng chạy đến. Đường trung tính làm như vậy, chính là để đường huyền và mẹ cô tha thứ cho mình, sau đó thông qua đường huyền và mẹ cô, trói buộc lưu tiểu viễn và nhà họ đường lại với nhau. Có thể dễ dàng đánh bại kẻ yêu nghiệt như Diệp Tử Phàm thì chắc chắn là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Đối với một nhân tài như vậy, đường trung tính phải ra tay trước, nếu không thì bị các gia tộc khác cướp mất, thì đó sẽ là một tổn thất lớn. Huyền Nhi, con thỉnh thoảng khuyên mẹ con đi, năm đó đúng là lỗi của bố, nhưng năm đó bố cũng có nỗi khổ không thể nói ra, đường trung tính nói đường huyền tuy trong lòng ghét người bố vô trách nhiệm này nhưng bề ngoài vẫn tôn trọng người bố này nói bố con sẽ khuyên mẹ lưu tiểu viễn thấy mẹ đường huyền sau khi uống thuốc của mình sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều hơn nữa còn có thể làm một số công việc nhà đơn giản điều này khiến lưu tiểu viễn rất phấn khởi chứng tỏ viên thuốc của mình thực sự có hiệu quả lần này đến tìm đường huyền một là để xem tình hình sức khỏe của mẹ đường huyền hai là muốn nói vài câu với đường huyền nhưng bây giờ đường trung tính ở đây lại không tiện nói đành phải đợi lần sau đường huyền gì anh đường tôi còn có việc tôi đi trước lưu tiểu viễn đứng dậy cáo từ tiểu viễn à sao lại đi nhanh như vậy ngồi thêm một lát nữa đi dương tú vân nghe nói lưu tiểu viễn sắp đi liền ngồi dậy trên giường nói lưu tiểu viễn cười nói không cần đâu gì cháu còn có chút việc cháu đi trước đây à đường huyền tiễn lưu tiểu viễn ra cửa đường trung tính lập tức cũng đuổi theo nói anh Lưu, đi thông thả, anh Đường còn có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn đường trung tính hỏi. Đường trung tính cười hì hì nói, thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là có một số chuyện về Huyền Nhi muốn hỏi anh Lưu một chút. Lưu Tiểu Viễn lập tức đoán được ý định của đường trung tính, đường trung tính sợ rằng muốn hy sinh con gái mình, muốn kéo mình vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, cuộc trò chuyện tiếp theo đã chứng thực suy đoán của Lưu Tiểu Viễn, ý trong lời nói của đường trung tính rất rõ ràng, chính là hoàn toàn đồng ý để Lưu Tiểu Viễn theo đuổi đường huyền, đường trung tính hoàn toàn dơ cả hai tay ủng hộ. Lưu Tiểu Viễn trong lòng có hơi thích đường huyền là thật, nhưng sẽ không vì một câu nói của đường trung tính mà bị mua chuột. Đường trung tính càng làm như vậy, thì Lưu Tiểu Viễn càng ghét tên này trong lòng. Lưu Tiểu Viễn cũng không trả lời đường trung tính mà đi luôn, nhìn bóng lưng xa xa của Lưu Tiểu Viễn, trên mặt đường trung tính lộ ra vẻ phức tạp. Đối với một thiên tài võ học như Lưu Tiểu Viễn, đường trung tính muốn kéo vào một trăm phần trăm nhưng lưu tiểu viễn lại căn bản không nghe lọc tai những lời của ông ta đường trung tính lại sợ lưu tiểu viễn bị các gia tộc khác kéo vào trở thành kẻ thù của mình vì vậy đường trung tính rơi vào mâu thuẫn rốt cuộc là tiếp tục tỏ ra thiện chí kéo vào hay là bóp chết lưu tiểu viễn trước khi anh ta chưa trưởng thành sau khi rời khỏi nhà họ đường điện thoại của lưu tiểu viễn reo nghe máy thì thấy vương tân vũ gọi đến trong điện thoại vương tân vũ nói bố anh ta muốn gặp lưu tiểu viễn một lần sớm không gặp muộn không gặp, lại nhằm đúng lúc này muốn gặp. Lưu Tiểu Viễn biết, có lẽ là chuyện tối qua anh đánh bại Diệp Tử Phàm, Vương Tân Vũ đã nói cho bố anh ta biết, cho nên mới muốn gặp mình. Bây giờ tôi không có thời gian, tối nói sau đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với những cuộc xã giao như vậy, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi, bởi vì những người được gọi là gia chủ này, đều là những người có tâm cơ rất sâu, mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo, Lưu Tiểu Viễn từ tận đáy lòng không muốn giao thiệp với những người này. Điện thoại còn chưa kịp bỏ vào túi thì điện thoại lại reo, lấy ra xem, là một số lạ. Nghe máy mới biết là gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thành Tân gọi điện cho mình, đối với việc Diệp Thành Tân gọi điện cho mình, Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút ngoài ý muốn, bởi vì tối qua mình đã dạy dỗ Diệp Tử Phà một trận ra trò, cũng coi như là đánh vào mặt nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Thành Tân hôm nay lại chủ động gọi điện cho mình, hơn nữa nghe giọng điệu còn rất khách sáo. Tất nhiên, lý do Diệp Thành Tân gọi điện cũng rất đơn giản chính là hỏi Lưu Tiểu Viễn có thời gian không, muốn mời Lưu Tiểu Viễn qua đó một chuyến. Lưu Tiểu Viễn không ngờ vì chuyện tối qua mà mình lại trở thành miếng mồi ngon, cái gọi là tứ đại gia tộc đều muốn kéo mình vào. Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú gì với việc tứ đại gia tộc kéo vào, ông đây có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, tự do tự tại biết bao nhiêu, cần gì phải chịu sự ràng buộc của mấy người các người. Vì vậy, đối mặt với lời mời của Diệp Thành Tân, Lưu Tiểu Viễn vẫn nói câu đó, nói bây giờ tôi không có thời gian, tối nói sau đi, cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ ra, nhà họ dịp này lấy đâu ra số điện thoại của mình. Nhưng nghĩ một chút cũng hiểu ra, có lẽ là Vương Tân Vũ nói cho dịp tử kỳ. Chết tiệt, kệ các người là gia tộc gì, ông đây về khách sạn nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. Lưu Tiểu Viễn sau khi trở về khách sạn, liền nằm trên giường ngủ một giấc thật dài. Mùa hè nóng nực, nằm trong phòng điều hòa, quả thực là một sự hưởng thụ. Nhưng mà, sự hưởng thụ này không kéo dài được bao lâu điện thoại của lưu tiểu viễn lại reo chết tiệt hôm nay điện thoại sao mà nhiều thế lưu tiểu viễn chửi thề một câu thực sự muốn tắt nguồn điện thoại đi alo ai đấy lưu tiểu viễn ngay cả mắt cũng lười mở cầm điện thoại nghe máy ai đấy lưu tiểu viễn đồ khốn kiếp này đến số điện thoại của bà đây mà cũng không nhận ra à đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của lục tư giao lưu tiểu viễn nghe vậy lập tức mở mắt cười nói tư giao à xin lỗi nhé vừa nãy tôi ngủ quên cô gọi đến tôi nhắm mắt nghe điện thoại nên không biết là công chúa điện hạ gọi đến nghe lưu tiểu viễn giải thích lục tư giao mới tha cho lưu tiểu viễn sau đó nói với lưu tiểu viễn ngày mai cô cũng sẽ đến thủ đô lưu tiểu viễn nghe đến đây vội vàng hỏi lục tư giao đến thủ đô làm gì lục tư giao nói đến thủ đô để giải quyết một số việc nhưng là việc riêng lưu tiểu viễn nghĩ thầm không lẽ lục tư giao nhớ mình, nên đặc biệt xin nghỉ để đến gặp mình. Lưu Tiểu Viễn vốn định ngày mai hoặc ngày kia sẽ về nhà, bây giờ lục tư giao đã đến thủ đô rồi, xem ra hành trình về nhà của mình lại phải hoãn lại rồi. Lưu Tiểu Viễn, ngày mai một giờ chiều công chúa này sẽ đến sân bay, nếu sau khi công chúa này xuống máy bay mà không thấy bóng dáng anh, thì tự chịu hậu quả. Lục tư giao nói, yên tâm đi công chúa điện hạ, ngày mai kẻ hèn này nhất định sẽ đúng giờ ra sân bay đón, đảm bảo không để công chúa điện hạ phải chờ thêm một giây nào. Sau một hồi treo chọc lục tư giao, cơn buồn ngủ, ngủ của lưu tiểu viễn lập tức biến mất. Sau khi cúp điện thoại, lưu tiểu viễn duỗi thẳng hai chân, ngồi bật dậy trên giường. Lục tư giao ngày mai sẽ đến thủ đô ư? Cô đến thủ đô làm gì? Trong điện thoại lục tư giao chỉ nói là việc riêng, còn việc riêng là gì? Lục tư giao không nói rõ, lưu tiểu viễn cũng không đoán ra được còn về việc lưu tiểu viễn trước đó đoán lục tư giao là vì mình mới đến thủ đô lưu tiểu viễn cảm thấy điều này không thể nào anh và lục tư giao vẫn chưa đến mức đó lùi một bước mà nói cho dù có đến mức yêu đương nồng cháy với lục tư giao thì lục tư giao cũng không cần phải đến thủ đô bởi vì lưu tiểu viễn không phải là người định cư lâu dài ở thủ đô vì vậy đối với việc lục tư giao đến thủ đô có chuyện gì lưu tiểu viễn thực sự không nghĩ ra lưu tiểu viễn tìm lâm tân nói với lâm tân chuyện mình phải hoãn về nhà lâm tân nói không sao vậy chúng ta ở thủ đô chơi thêm hai ngày buổi chiều tối lưu tiểu viễn lại nhận được điện thoại của nhà họ vương và nhà họ diệp hai nhà gọi điện đến là để hỏi lưu tiểu viễn tối nay có thời gian không lưu tiểu viễn thấy nhà họ vương và nhà họ diệp đúng là đến nước này rồi vẫn không chịu từ bỏ thế là liền mời cả hai nhà cùng đến sau đó mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm nhà họ vương và nhà họ diệp đương nhiên không biết lưu tiểu viễn đã hẹn cả hai nhà cùng lúc hai nhà còn thầm vui mừng Địa điểm lưu tiểu viễn hẹn là ở khách sạn nơi anh đang ở, 8 giờ tối chưa đến, người của hai nhà Vương Diệp đã đến. Người của nhà họ Vương đến là Vương Tân Vũ và bố anh ta là Vương Tùng Nhân, người của nhà họ Diệp chỉ có một người, là gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thành Tân. Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vừa chạm mặt, lập tức trừng mắt nhìn nhau, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng rất nhanh cả hai đã hiểu ra, chắc chắn đây là do Lưu Tiểu Viễn bày trò. Lưu Tiểu Viễn nói: mời hai vị gia chủ ngồi sau khi ngồi xuống vương tùng nhân bảo vương tân vũ ra ngoài trước vì vương tùng nhân thấy diệp thành tân không dẫn theo con cháu đến nên cũng đuổi con trai mình ra ngoài bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nhìn vương tùng nhân và diệp thành tân cầm đũa lên nói hai vị gia chủ tôi không uống được rượu nên tôi không kính rượu hai vị hai vị gia chủ cứ ăn đi vương tùng nhân lập tức nói không uống rượu tốt từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người vì rượu mà hỏng việc. Diệp Thành Tân cũng nói theo, uống rượu không chỉ hỏng việc, mà còn hại sức khỏe, không uống vẫn hơn. Nhìn hai người nịnh bợ mình, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng có chút phấn khích, gia chủ nhà họ Vương và nhà họ Diệp thì sao chứ, còn không phải nịnh bợ mình sao. Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vừa nói chuyện vừa quan sát Lưu Tiểu Viễn, họ phát hiện Lưu Tiểu Viễn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 25 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã là cao thủ hóa kình, hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh bại được diệp tử phàm có thể thấy là một kỳ tài võ học tối nay mình đến đây không uổng công không biết anh lưu xuất thân từ môn phái nào diệp thành tân vội vàng hỏi muốn kéo một người về phe mình thì phải biết rõ lai lịch của người đó không thể tùy tiện kéo người về phe mình tình huống này giống như người khác vốn là tỷ phú còn mình là triệu phú mà muốn dùng tiền để mua chuộc người ta chẳng phải là chuyện buồn cười sao diệp thành tân sợ xảy ra tình huống như vậy lỡ như Lưu Tiểu Viễn xuất thân từ danh môn, mình mời người ta về phe mình chẳng phải là tự chút lấy phiền phức sao. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi biết hai vị tối nay đến tìm tôi vì lý do gì, tôi ở đây nói thẳng luôn, tôi vốn là dân thường, quen sống tự do, thích cuộc sống không bị ràng buộc, không chịu được bất kỳ sự ràng buộc nào. Vì vậy, tôi xin nhận tấm lòng của hai vị gia chủ. Cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa vẫn còn, mặc dù quyết định của tôi khiến hai vị gia chủ thất vọng, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè mà. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân vốn đã chuẩn bị sẵn một đống lời lẽ giờ đây đều trở nên vô dụng. Lưu Tiểu Viễn đã chặn họng họ, họ cũng không tiện nói gì thêm. Sau bữa ăn này, Vương Tùng Nhân và Diệp Thành Tân hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ra khỏi khách sạn, Diệp Thành Tân tức giận quay đầu nhìn khách sạn, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá kiêu ngạo, không nể mặt mình, trong lòng tức tối vô cùng còn vương tùng nhân đang nghe chuyện trên tv audio cv thì khá hơn một chút mặc dù lưu tiểu viễn từ chối ông ta nhưng lưu tiểu viễn không trừng phạt người nhà họ vương nên tức thì tức nhưng không đến mức tức giận lắm về phản ứng của vương tùng nhân và diệp thành tân lưu tiểu viễn cũng có thể đoán được đôi chút tuy nhiên lưu tiểu viễn tin rằng nhà họ vương và nhà họ diệp sẽ không cho rằng chuyện này liên quan đến mình mà ra tay với mình vương tùng nhân và diệp thành tân vừa đi lý thụ dương đã gọi điện thoại đến sau vài câu xả giao lý thụ dương liền hỏi thăm về chuyện huyết linh chi lưu tiểu viễn lúc này mới nhớ ra huyết linh chi anh vỗ mạnh vào đầu mình lục tư giao không phải sắp đến thủ đô sao vừa hay nhờ lục tư giao mang đến cho mình các máy với lý thụ dương lưu tiểu viễn lập tức gọi điện cho lục tư giao alo lưu tiểu viễn tối muộn thế này gọi điện cho công chúa có chuyện gì không lục tư giao rất vui vẻ vì lưu tiểu viễn đã gọi điện cho cô nghe giọng điệu có thể thấy lục tư giao đang rất vui vẻ nên lưu tiểu viễn cũng không muốn nói những chuyện làm mất hứng anh nói nhớ công chúa quá nên gọi điện thôi nói vài câu tình cảm với lục tư giao lưu tiểu viễn mới nói công chúa làm phiền cô một chuyện nói đi công chúa hiện tại đang vui lắm lục tư giao cười nói lưu tiểu viễn nói tư giao phiền cô tối nay hoặc sáng mai đến nhà tôi một chuyến giúp tôi mang một thứ đến thủ đô được không lục tư giao hỏi thứ gì vậy? Bên ngoài không có sao. Nhất định phải đến nhà anh lấy, đùa chứ, nếu huyết linh chi mà có thể dễ dàng mua được bên ngoài thì Lý Thụ Dương đã không phải bó tay rồi. Thứ này bên ngoài không dễ mua, cô đến nhà tôi lúc nào thì báo cho tôi một tiếng, tôi gọi điện cho bố mẹ tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Giao xem giờ, nói, tối nay muộn quá rồi, giờ cũng gần 10 giờ rồi, tôi nghĩ bác trai bác gái đã ngủ rồi, sáng mai tôi đến sớm vậy, công chúa lưu tiểu viễn cười nói không còn sớm nữa rồi công chúa cũng nghỉ ngơi sớm đi lục tư giao nói vốn dĩ tôi sắp ngủ rồi bị anh gọi điện đánh thức giờ không ngủ được nữa hừ anh tự chịu trách nhiệm lưu tiểu viễn trong lòng vui vẻ lục tư giao đây là đang muốn mình ở lại nói chuyện điện thoại với cô chỉ là con gái da mặt mỏng không tiện nói thẳng công chúa vậy tôi ở lại nói chuyện với cô nhé nói đến khi nào công chúa muốn ngủ thì thôi sáng sớm hôm sau lưu tiểu viễn gọi điện cho bố mẹ để thông báo rằng lục tư giao sẽ đến nhà lấy đồ trong điện thoại mẹ anh liên tục hỏi về mối quan hệ giữa lưu tiểu viễn và lục tư giao điều này khiến lưu hiểu viễn rất chán nản mẹ anh cứ như vậy khiến lưu tiểu viễn cảm thấy bản thân như thể không lấy được vợ vậy lưu tiểu viễn đành phải nói lục tư giao là bạn tốt của mình nhưng mẹ anh vẫn không tin cuối cùng Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác đành phải nói cho mẹ anh biết chỗ để huyết linh chi, bảo mẹ anh đến lúc đó đưa cho lục tư giao là được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền cúp điện thoại. Sau 9 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của lục tư giao, sau khi nghe máy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên hỏi đã lấy được đồ chưa, lục tư giao nói, đồ thì lấy được rồi, nhưng Lưu Tiểu Viễn anh có biết không, tôi đến nhà anh lấy đồ, danh tiếng của công chúa tôi đã hỏng bét rồi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ chẳng phải chỉ là lấy một thứ đồ thôi sao có nghiêm trọng đến vậy không sau đó nghe lục tư giao kể lại lưu tiểu viễn thấy đúng là có hơi nghiêm trọng thật tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của lưu tiểu viễn sáng sớm lục tư giao đã lái xe riêng của nhà đến nhà lưu tiểu viễn vì trước đây lục tư giao đã từng đến nhà lưu tiểu viễn để điều tra vụ án nên có thể nói là quen đường thuộc lối đến nhà lưu tiểu viễn lục tư giao liền đi vào bố lưu hải dân lập tức nhận ra lục tư giao là cảnh sát đã đến điều tra vụ án lần trước thấy lục tư giao sáng sớm đã đến nhà lưu hải dân còn tưởng có chuyện gì tỏ ra hơi căng thẳng sau đó nghe nói là đến giúp lưu tiểu viễn lấy đồ lưu hải dân mới thở phào nhẹ nhõm mẹ lưu tiểu viễn thấy lục tư giao càng nhìn càng thích lục tư giao xinh đẹp lại còn gọi bà là gì khiến bà vui như mở cờ trong bụng lúc này một số phụ nữ trong làng thấy trước cửa nhà lưu tiểu viễn có một chiếc ô tô những người phụ nữ nhiều chuyện liền đi vào nhà lưu tiểu viễn để dò hỏi tình hình thấy trong nhà lưu tiểu viễn có thêm một cô gái lạ mặt lại còn xinh đẹp như vậy lập tức cho rằng lục tư giao là bạn gái của lưu tiểu viễn mẹ lưu tiểu viễn thì chỉ mong lục tư giao là bạn gái của lưu tiểu viễn nên đối với những lời chúc mừng của mọi người bà hoàn toàn chấp nhận khiến lục tư giao xấu hổ đỏ mặt cuối cùng bà nhất quyết kéo lục tư giao ở lại nhà ăn sáng trong bữa ăn hỏi một số thông tin về gia đình lục tư giao lưu tiểu viễn anh nói xem, tôi chỉ đến nhà anh lấy giúp anh một thứ đồ, thế mà cả làng anh đều cho rằng tôi là bạn gái của anh, danh tiếng của công chúa tôi đây có phải bị anh hủy hoại rồi không?" Lục Tư giao giả vờ tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói: "Thì có sao đâu, cùng lắm thì tôi chịu thiệt cưới cô vậy, như vậy thì danh tiếng của công chúa điện hạ sẽ không bị hủy hoại rồi." Hừ. Đầu dây bên kia, Lục Tư giao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng thấy ngọt ngào, nhưng miệng thì nói ai thèm lấy tên hư hỏng như anh mơ đi mặc dù không nhìn thấy mặt lục tư giao nhưng từ ngữ điệu này có thể nghe ra lục tư giao đang khẩu thị tâm phi lưu tiểu viễn vội nói như vậy thì tôi thảm rồi lục tư giao lập tức hỏi anh thảm thế nào rõ ràng là công chúa tôi đây mới thảm mà lưu tiểu viễn nói rõ ràng là tôi thảm mà cô nghĩ xem công chúa điện hạ đến nhà tôi cả làng tôi đều cho rằng công chúa điện hạ là bạn gái của tôi rồi nếu sau này công chúa điện hạ không lấy tôi thì sau này tôi lấy vợ thế nào? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đầu dây bên kia, Lục Tư Giao tức giận dậm chân, mắng, tên khốn. Anh là tên khốn, anh xong đời rồi, nói xong câu này, Lục Tư Giao nói, nhớ hôm nay phải đến đón tôi đấy, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. Sau đó, Lục Tư Giao cúp điện thoại. Chọc ghẹo Lục Tư Giao vài câu, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn đặc biệt tốt, vừa hát vừa đi ra khỏi phòng, đến phòng của Lâm Tân. Lưu Tiểu Viễn muốn mượn xe của Lâm Tân để đến sân bay đón Lục Tư Giao, dù sao thì lái xe của mình cũng tiện hơn. Lâm Tân lập tức bảo khách sạn chuẩn bị cho Lưu Tiểu Viễn một chiếc xe Mercedes trị giá hàng triệu, Lưu Tiểu Viễn nhận chìa khóa xe, vội vàng nói lời cảm ơn. 12 giờ trưa, vốn đã đến giờ ăn cơm, nhưng Lưu Tiểu Viễn không ăn cơm, mà lái xe đến sân bay đón Lục Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn đoán chắc Lục Tư Giao cũng chưa ăn cơm, lúc đó đón được thì sẽ đưa Lục Tư Giao đi ăn cơm luôn đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn xem đồng hồ, vẫn còn sớm, mới 12 giờ 35 phút. Chán quá, Lưu Tiểu Viễn đành phải bật điều hòa, ngã ghế xuống, nằm trong xe Mercedes nghỉ ngơi. Một giờ sau, Lưu Tiểu Viễn lập tức xuống xe, đi đến cửa đón khách chờ lục tư giao xuất hiện. Rất nhanh, có một nhóm người đi ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, trong nhóm người này không có bóng dáng lục tư giao. Xem ra, nhóm người này không phải là người cùng chuyến bay với lục tư giao đợi khoảng 5 phút, lại có một nhóm người đi ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, lập tức phát hiện ra bóng dáng Lục Tư Giao trong đám đông. Hôm nay Lục Tư Giao ăn mặc đặc biệt đẹp, đầu đội một chiếc mũ chống nắng màu hồng nhạt, đeo một chiếc kính râm màu cà phê, một chiếc áo phông trắng, bên dưới là một chiếc váy dài họa tiết hoa bằng vải vang, cả người trông trong sáng đáng yêu. Mặc dù hôm nay Lục Tư Giao ăn mặc như vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhận ra Lục Tư Giao ngay từ cái nhìn đầu tiên, không còn cách nào khác, cách ăn mặc của Lục Tư Giao quá nổi bật, giống như một bông hoa đỏ giữa đám lá xanh. Tư Giao, Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức nhìn sang, thấy Lưu Tiểu Viễn, vội vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn. Đến đây, đưa vali cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy vali từ tay Lục Tư Giao, sau đó dẫn Lục Tư Giao đi về phía bãi đậu xe. Tư Giao, hôm nay cô đẹp quá. Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Lục Tư Giao, cười nói trên đường đi rất nhiều người khác giới đều nhìn lục tư giao không khỏi nhìn thêm vài lần được lưu tiểu viễn khen trong lòng lục tư giao rất vui vẻ nói chẳng lẽ trước đây tôi không đẹp sao lưu tiểu viễn cười nói trước đây cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn sau này sẽ càng đẹp hơn tại sao sau này sẽ càng đẹp hơn lục tư giao nghiêng đầu hỏi lưu tiểu viễn cười hì hì nói bởi vì sau này công chúa điện hạ sẽ chiêu tôi làm phò mã có phò mã như tôi nuôi dưỡng công chúa Điện Hạ đương nhiên sẽ ngày càng đẹp hơn, Lưu Tiểu Viễn, anh là tên khốn. Nói toàn lời ngon tiếng ngọt, xem tôi không xé rách miệng anh không? Lục Tư Giao nói, giơ hai tay ra làm bộ muốn xé miệng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, kéo vali của Lục Tư Giao chạy về phía trước, Lục Tư Giao đi giày cao gót đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa hét, đừng chạy, tên khốn này, đừng chạy, những người đi đường bên cạnh nhìn thấy cảnh này, có người cho rằng hai người đang đùa giỡn, đương nhiên là nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt khen tị, còn có người cho rằng Lưu Tiểu Viễn là tên trộm, đã ăn trộm đồ của Lục Tư Giao, vì vậy những người khác giới đó để thể hiện trước mặt một người đẹp như Lục Tư Giao, lập tức học tập. Lôi phong xông lên bắt Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con, còn muốn chạy sao? Bỗng nhiên có người kéo áo trên vai Lưu Tiểu Viễn, quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông hơn 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là công tử nhà giàu mẹ nó bị bệnh à thấy người đàn ông túm lấy mình lưu tiểu viễn lập tức hỏi anh này anh làm gì vậy người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói ai là bạn với tên trộm như anh bị người khác hiểu lầm là trộm lưu tiểu viễn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ chắc chắn là do tiếng tên khốn của lục tư giao vừa nảy gây họa anh này anh hiểu lầm rồi tôi không phải trộm tôi vừa rồi chỉ đùa với bạn gái tôi thôi lưu tiểu viễn cười nói lúc này lục tư giao cũng đi tới nói với người đàn ông trẻ tuổi anh đẹp trai này anh hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi đây là bạn trai tôi chúng tôi vừa rồi chỉ đùa thôi người đàn ông này nghe vậy mới buông cổ áo lưu tiểu viễn ra có chút ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi sau một màn hiểu lầm lục tư giao không khỏi thè lưỡi với lưu tiểu viễn cô còn cười nữa lên xe rồi lục tư giao vẫn còn cười khiến lưu tiểu viễn rất bực bội Lục tư giao cười nói, ai bảo anh là tên khốn nãy giờ bắt nạt em, đáng đời, xe dừng lại trước cửa khách sạn Gia Hồng, Lưu Tiểu Viễn dẫn Lục tư giao đi mở một phòng. Lưu Tiểu Viễn giúp Lục tư giao xách hành lý đến phòng của Lục tư giao, nhưng không đi ngay mà ngồi xuống chiếc ghế sofa em ái hỏi, tư giao, lần này cô đến thủ đô có việc gì, Lục tư giao nói, thực ra cũng không có việc gì, chỉ là một số chuyện làm ăn trong nhà, bố tôi bảo tôi đến đây xử lý một chút. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao, cảm thấy Lục Tư Giao đang nói dối, làm ăn trong nhà Lục Tư Giao còn làm đến tận thủ đô sao, thấy ánh mắt nghi ngờ của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Nhà chúng tôi vừa nhận được một đơn hàng mới từ khách hàng ở thủ đô, lần này đến đây là để đàm phán về đơn hàng này. Ừm, không đúng rồi, nếu là khách hàng mới thì bố của Lục Tư Giao phải đích thân ra mặt mới đúng, sao lại phái Lục Tư Giao đến đây, chẳng lẽ là lục tư giao chủ động xin đi lưu tiểu viễn đoán đúng rồi lục tư giao chính là chủ động xin đi một là muốn rèn luyện bản thân hai là muốn nhân cơ hội này đến thủ đô gặp lưu tiểu viễn lúc đầu bố của lục tư giao còn không đồng ý nhưng khi biết lưu tiểu viễn và tổng giám đốc lâm cũng ở thủ đô thì bố của lục tư giao lập tức đồng ý bởi vì ông biết quan hệ giữa lục tư giao và lưu tiểu viễn không đơn giản cộng thêm lưu tiểu viễn lại có quan hệ không đơn giản với tổng giám đốc lâm như vậy thì khả năng đàm phán thành công đơn hàng này sẽ cao hơn rất nhiều bởi vì theo lục lâm thấy nếu lục tư giao gặp khó khăn lưu tiểu viễn chắc chắn sẽ giúp đỡ chỉ cần lưu tiểu viễn giúp đỡ thì tổng giám đốc lâm sẽ vào cuộc đến lúc đó khả năng thành công của thương vụ này tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều đi thôi bụng cô chắc cũng đói rồi tôi cũng chưa ăn trưa chúng ta đi ăn trưa nhé lưu tiểu viễn nói lục tư giao nói đợi tôi một chút tôi đi tắm trước đã ôi Phụ nữ thật là phiền phức, đi ăn cơm với anh mà còn phải đi tắm trước, có phải định lăn giường đâu. Lưu Tiểu Viễn cũng không nói gì, đàn ông mà, phải độ lượng, phải bao dung với một số tật xấu nhỏ của phụ nữ. Lục Tư Giao cầm lấy vali, quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn mở vali ra, lấy đồ lót của mình, lúc lấy quần áo, Lục Tư Giao còn không ngừng liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có lén nhìn không. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao phòng bị mình như phòng sói, không khỏi treo chọc, Tư Giao, trong vali có phải giấu bảo bối gì không, mở ra cho tôi xem nào. Lục tư giao biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này đang treo mình, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tên khốn này, hừ, lấy đồ lót và quần áo mặc ngoài xong, lục tư giao đi vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy từ vòi sen, tuy rất nhỏ nhưng lại như tiếng búa gỗ gõ vào tim Lưu Tiểu Viễn, thật là rung động. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi y, mắt nhìn vào phòng tắm, trong lòng như có hai giọng nói đang nói chuyện một giọng nói như bảo mình vào phòng tắm một giọng nói khác bảo mình không được vào phải là một người quân tử vào hay không vào lưu tiểu viễn rơi vào thế khó xử như thể đây là một câu hỏi lựa chọn khó nhất mà anh từng gặp trong đời cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tà ác mặc dù cậu nhỏ của mình phản đối kịch liệt lưu tiểu viễn vẫn kiên quyết không lay chuyển trong lúc chờ đợi khó khăn cuối cùng lục tư giao cũng bước ra khỏi phòng tắm mái tóc ướt sũng trên đó còn động lại vài giọt nước trong veo cả người như đóa sen mọc lên từ nước vô cùng xinh đẹp đẹp quá lưu tiểu viễn không khỏi thốt lên một tiếng tiếng này hoàn toàn phát ra từ đáy lòng tiếng khen của lưu tiểu viễn tuy không lớn nhưng lục tư dao trong phòng tắm vừa rồi lại nghe rõ mồn một trong lòng như ăn phải mật ong ngọt ngào vô cùng tên khốn mau lại sấy tóc cho công chúa này lục tư dao cầm máy sấy tóc bảo lưu tiểu viễn tiến lên giúp việc này lưu tiểu viễn đương nhiên phải làm thế là lập tức tiến lên vừa đến bên cạnh lục tư giao mùi hương hỗn hợp của sữa tắm và dầu gội lập tức xộc vào mũi lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn thầm nghĩ thơm quá tên khốn anh làm gì vậy sao còn chưa sấy lục tư giao thấy lưu tiểu viễn vẫn chưa động đậy như bị người khác điểm huyệt lưu tiểu viễn mới hoàng hồn lại nói tư giao cô thơm quá thơm đến nỗi hồn tôi cũng bay mất rồi phụ nữ mà đều thích nghe lời đường mật Lục Tư Dao cũng không ngoại lệ, nghe Lưu Tiểu Viễn nói câu tình tứ này, cả người lập tức vui vẻ hơn cả trúng 500 triệu. Tuy nhiên, miệng vẫn hờn dỗi, tên khốn, ăn nói ngọt ngào, càng ngày càng hư, sau đó, Lưu Tiểu Viễn cầm máy sấy tóc, sấy khô mái tóc ướt sũng của Lục Tư Dao. Sau khi sấy khô tóc, Lưu Tiểu Viễn nói: "Công chúa điện hạ, cô xem trong phim truyền hình, những người hầu hạ công chúa điện hạ xong đều được thưởng, bây giờ tôi sấy khô tóc cho cô, cô có nên thưởng cho tôi gì không?" lục tư giao quay đầu nhìn lưu tiểu viễn hỏi vậy anh muốn thưởng gì lưu tiểu viễn cười nói chỉ cần là phần thưởng của công chúa điện hạ bất kể là gì đều được bất kể là gì cũng được sao lục tư giao cười hỏi lại thấy nụ cười gian xảo trên mặt lục tư giao lưu tiểu viễn luôn cảm thấy có chút không ổn nhưng lời đã nói ra lưu tiểu viễn cũng không tiện sửa lại chỉ đành gật đầu nói đúng được thôi công chúa sẽ thưởng cho anh nói xong lục tư giao đưa tay phải ra thấy lục tư giao đưa ra một bàn tay ngọc ngà lưu tiểu viễn có một cảm giác không lành mặc dù bàn tay ngọc ngà của lục tư giao trông có vẻ vô hại và xinh đẹp như vậy nhưng lúc này lại khiến lưu tiểu viễn không vui nổi bởi vì lưu tiểu viễn phát hiện ra rằng sau khi lục tư giao đưa tay phải ra cô ta lập tức nhanh chóng và chính xác đưa tay đến thắt lưng của lưu tiểu viễn không ổn lưu tiểu viễn thầm kêu không ổn biết rằng lục tư giao sắp tung ra đòn sát thủ lớn nhất của phụ nữ đối với đàn ông đó là vé eo. Khi Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra điều bất thường thì đã muộn, bàn tay nhỏ bé của Lục Tư Giao đã véo vào eo Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù lực không lớn, cũng cách một lớp quần áo, nhưng vẫn khiến Lưu Tiểu Viễn đau điếng. Quả nhiên, eo là điểm yếu của đàn ông, chỉ cần bị phụ nữ véo vào, về cơ bản chỉ còn nước đầu hàng. Tất nhiên, điều này cũng phải xem đối tượng, nếu là một người phụ nữ như Phượng Tỷ véo vào eo đàn ông, tôi nghĩ rằng hầu hết đàn ông sẽ lập tức tác cho một cái, muốn giết chồng à. Lưu Tiểu Viễn không ngờ phần thưởng mà Lục Tư Giao dành cho mình lại như vậy, lập tức giữ khoảng cách an toàn với Lục Tư Giao, sợ cô ta lại dùng chiêu này. Lục Tư Giao nói, anh vừa nãy không phải nói là phần thưởng gì cũng được sao? Đây chính là phần thưởng mà công chúa này dành cho anh, chết tiệt. Đây là phần thưởng sao? Đây rõ ràng là hình phạt mà, được rồi, lại đây nào, người ta sẽ thưởng cho anh một phần thưởng thực sự thấy vẻ sợ hãi của lưu tiểu viễn lục tư giao vẫy tay gọi lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn đã từng trải một lần bây giờ không mắc bẫy này nữa lưu tiểu viễn lắc đầu như trống bỏi nói tôi không lại đâu lát nữa cô lại dùng chiêu này tôi không tránh được đâu lục tư giao nói yên tâm đi người ta thực sự muốn thưởng cho anh lại đây anh còn muốn thưởng không thế vậy lưu tiểu viễn hỏi không chắc thực sự thưởng cho tôi sao lục tư giao nói thật mà người ta không phải là tên xấu xa như anh sẽ không lừa người đâu vậy cô nói xem cô thưởng gì cho tôi lưu tiểu viễn hỏi lục tư giao nói anh lại đây sẽ biết tôi đếm đến ba nếu anh không lại đây phần thưởng này sẽ mất hiệu lực nói xong lục tư giao bắt đầu đếm một lưu tiểu viễn nghĩ đàn ông đại trượng phu sợ trước sợ sau thì làm được gì hừ lên thì lên nếu lục tư giao dám véo eo mình thì mình sẽ dám tấn công đôi bưởi của cô ta sau khi tự động viên mình như vậy lưu tiểu viễn lập tức đi đến bên cạnh lục tư giao nhưng vẫn giữ cảnh giác đề phòng tuyệt chiêu vé eo của lục tư giao ngay lúc này đôi môi thơm của lục tư giao bất ngờ im lên má lưu tiểu viễn như chuồn chuồn lướt nước trong nháy mắt đã rời khỏi khuôn mặt lưu tiểu viễn chết tiệt hóa ra là phần thưởng như vậy thật là quá hạnh phúc nhưng nghĩ lại không đúng mình còn chưa cảm nhận được hương vị nụ hôn của lục tư giao cô ta đã rời mua đi rồi như vậy chẳng khác nào chưa làm được rồi phần thưởng đã cho anh rồi lục tư giao mặt đỏ bừng nói mặc dù đây không phải là lần đầu tiên như vậy nhưng lục tư giao vẫn xấu hổ cúi đầu xuống lưu tiểu viễn mặt đắng ngắt nói tư giao cô thưởng cho tôi phần thưởng gì sao tôi không thấy vậy thấy tên khốn lưu tiểu viễn này không chịu nhận lục tư giao tức giận dậm chân nói tên khốn này xem tôi dạy dỗ anh thế nào nói xong lục tư giao liền dùng tuyệt chiêu vé eo tấn công vào eo lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn lập tức khởi động đối sách đã nghĩ sẵn nếu lục tư giao dám ra tay với eo mình thì mình sẽ ra tay với đôi bưởi của cô ta a à. hai người đồng thời hét lên một tiếng tiếng hét của lưu tiểu viễn mang theo một chút đau đớn còn tiếng hét của lục tư giao lại mang theo sự ngạc nhiên một tay của lưu tiểu viễn vững vàng phủ lên đỉnh cao của lục tư giao mặc dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ cao ngất và mềm mại của ngọn núi tên khốn mau bỏ tay ra. Lục tư giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặt đỏ bừng thẹn thùng nói. Lưu Tiểu Viễn không nghe lời lục tư giao, không những không bỏ tay ra, mà năm ngón tay còn không nhịn được mà bóp hai cái, trải nghiệm một chút cảm giác. Lục tư giao không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại như vậy, cả người cũng ngây ngẩn, cứ mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy. Lưu Tiểu Viễn bóp hai cái rồi mới bỏ tay heo của mình ra. Một lúc sau, lục tư giao mới giống như một con sư tử cái nổi giận, Dương Nanh múa vút lao vào Lưu Tiểu Viễn. Á, à, Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, tôi giết anh. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, tất nhiên là lập tức bỏ chạy. Lục Tư Giao đuổi theo phía sau, may mà diện tích căn phòng đủ lớn. Hai người cứ thế giỡn một lúc, Lục Tư Giao lại tắm rửa vô ích, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tên khốn. Đều tại anh, người ta vừa tắm xong lại phải tắm lại. Nói xong, Lục Tư Giao chạy vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy lưu tiểu viễn cũng đổ mồ hôi nghỉ ngơi một lúc rồi muốn về phòng mình tắm rửa tư giao tôi cũng về tắm rửa đây lưu tiểu viễn đứng dậy nói lục tư giao đột nhiên gọi anh đợi một chút nghe lục tư giao nói vậy lưu tiểu viễn nghĩ thầm lục tư giao lại muốn làm gì đây sao vậy lưu tiểu viễn hỏi lục tư giao nói tên khốn anh có thể lấy giúp tôi bộ đồ lót của tôi không lục tư giao nói có chút ngượng ngùng lưu tiểu viễn nghe vậy lập tức máu huyết sôi trào trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh không dành cho trẻ em nghĩ một chút tại sao lục tư giao lại muốn mình lấy cô ta hoàn toàn có thể đợi mình đi rồi sau đó không mặc gì mà ra lấy chẳng lẽ cô ta cố ý làm như vậy nghĩ vậy lưu tiểu viễn vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẩn lên nói không vấn đề tư giao cô đợi một chút tôi sẽ lấy cho cô ngay Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến vali của Lục Tư Giao, ngồi xổm xuống, mở vali ra, trên cùng là quần áo bên ngoài của Lục Tư Giao, sau khi lật quần áo bên trên lên, bên dưới lập tức xuất hiện quần áo lót của Lục Tư Giao. Nhìn những bộ đồ lót gợi cảm trong vali, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy khô cả miệng, tuyến thượng thận tăng vọt. Chết tiệt, đây đúng là muốn người ta chết mà. Nhìn hai bộ đồ lót trong vali, đầu óc Lưu Tiểu Viễn lập tức trở nên không trong sáng. Tư Giao, cô muốn màu đen hay màu trắng? Lưu Tiểu Viễn hỏi lớn. Lục Tư Giao trong phòng tắm nghe vậy, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ như quả táo chín. Tên khốn này, người ta mặc váy trắng, tất nhiên là màu trắng rồi, đúng là đồ ngốc. Lục Tư Giao trong lòng mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao không lên tiếng, tiếp tục hỏi, Tư Giao, rốt cuộc cô muốn màu gì? Lục Tư Giao tức giận nói, màu trắng, tên khốn, Lưu Tiểu Viễn bị làm cho khó hiểu, mình tốt bụng lấy quần áo cho cô ta, cô ta còn tức giận, đúng làm ơn mắt quán. Lưu Tiểu Viễn cầm bộ đồ lót màu trắng, sau đó đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái rồi nói, tôi đưa vào hay cô tự thò tay ra lấy, lục tư dao trong phòng tắm lúc này đầu óc tỉnh táo lại một chút, nói, anh để quần áo lên giường, lát nữa tôi ra lấy, anh về phòng tắm rửa đi, chết tiệt. Sao tự dưng lại đổi ý, quả nhiên phụ nữ đều là động vật hay thay đổi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, định để quần áo của lục tư giao lên giường nhưng lập tức nghĩ lại không được vừa rồi còn bảo mình lấy giờ lại đổi ý không chơi như vậy được lưu tiểu viễn nói tư giao à tôi không vội về tắm rửa tôi vẫn đưa quần áo vào cho cô nói rồi lưu tiểu viễn định đẩy cửa phòng tắm ra lục tư giao nghe vậy lập tức đi đến cửa dùng tay để chặt cửa lại nói tên khốn anh định làm gì lưu tiểu viễn thấy lục tư giao như vậy cười nói tôi làm gì chứ tôi chỉ muốn đưa quần áo vào cho cô sợ cô tự ra ngoài bị gió điều hòa thổi cảm lạnh thì sao lục tư giao tức giận dậm chân nói đưa quần áo vào cho tôi không cần anh vào lưu tiểu viễn nói được nhưng cô phải mở cửa chứ cô không mở cửa thì tôi đưa quần áo vào thế nào đợi một chút lục tư giao nói rồi dịch người sang một bên đẩy cửa ra một khe hở vừa đủ để một bàn tay thò vào tư giao mở to thêm một chút Lưu Tiểu Viễn nói. Anh đưa quần áo vào đi. Lục Tư Giao nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cửa mở hơi nhỏ, mở to thêm một chút. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn định đẩy cửa ra thêm một chút. Lục Tư Giao bên trong thấy vậy, lập tức dùng sức đẩy cửa lại, nhưng đẩy như vậy không ổn, trực tiếp kẹp chặt tay Lưu Tiểu Viễn. May mà tay Lưu Tiểu Viễn vẫn cầm quần áo của Lục Tư Giao, có quần áo đệm nên không đau lắm, nếu không thì ngón tay chắc chắn sẽ bị gãy mất. Trầm. Lục Tư Giao thấy tay Lưu Tiểu Viễn bị mình dùng sức để cửa kẹp chặt, không còn quan tâm đến điều gì khác, lập tức kéo cửa ra. Lúc này, thân thể Lục Tư Giao không còn vật cản nào, hiện ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn thân thể trắng nõn trước mặt, khắp người đều là những dọc nước, đặc biệt là hai đỉnh núi, còn có một dọc nước nhỏ trong suốt động trên đó, vô cùng quyến rũ. Đi theo đỉnh núi nhìn xuống, bên dưới là dòng suối mọc đầy cỏ dại, chỉ có điều cỏ dại bên bờ suối do bị nước làm ướt nên trông rất bằng phẳng. À, lục tư giao thấy lưu tiểu viễn nhìn mình chầm chầm, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, liền dùng hai tay che những bộ phận quan trọng của mình lại. Nhanh nhắm mắt lại. Lục tư giao thẹn thùng nói. Đùa à, có cảnh đẹp như vậy, lưu tiểu viễn sao có thể nhắm mắt lại, trừ khi não có vấn đề. Còn không nhắm mắt lại, nhanh lên. Lục tư giao một lần nữa dục lưu tiểu viễn. Nhưng lưu tiểu viễn vẫn đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng vào thân thể lục tư giao, mặc dù những bộ phận quan trọng của lục tư giao đã bị hai tay che lại nhưng dáng vẻ nửa che nửa lộ như ôm đàn che mặt này càng thêm quyến rũ lưỡi dục của lưu tiểu viễn đã bùng lên từ lâu chỉ chờ bùng nổ thiêu đốt toàn bộ cơ thể là một người đàn ông chưa từng ăn thịt anh rất khao khát về phương diện đó đây lại là lần đầu tiên được nhìn thấy thân thể phụ nữ ở cự ly gần hơn nữa còn là một mỹ nữ như lục tư giao, lưu tiểu viễn chỉ thấy khô miệng lưỡi suýt nửa lao tới như hổ đói thấy lưu tiểu viễn như tượng điêu khắc vẫn mở to mắt nhìn thân thể mình chỉ thiếu nước chảy nước miếng lục tư giao tức giận không quan tâm nhiều nữa bỏ tay che ngực ra giật lấy bộ quần áo trên tay lưu tiểu viễn nhưng lục tư giao càng muốn nhanh chóng giật lấy bộ quần áo trên tay lưu tiểu viễn thì ông trời càng muốn trêu chọc cô kết quả là dây áo ngực màu trắng của lục tư giao lại mắc vào cánh tay lưu tiểu viễn do lục tư giao giật mạnh bất ngờ nên dùng rất nhiều sức vì vậy trực tiếp kéo lưu tiểu viễn vào phòng tắm còn lục tư giao thì lùi lại một bước cộng thêm việc lục tư giao còn đi chân trần mặt đất lại ướt nhẹp kết quả là thảm kịch xảy ra lục tư giao trượt chân cả người ngã ngửa ra sau lưu tiểu viễn thấy cảnh này với tư cách là một cao thủ võ lâm phản ứng của anh lập tức phát huy hết sức lưu tiểu viễn đột ngột đưa tay phải ra phía trước trực tiếp nắm lấy tay lục tư giao nắm lấy tay lục tư giao lưu tiểu viễn dùng sức kéo mạnh trực tiếp kéo lục tư dao về phía mình. Đồng thời, tay còn lại của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bao vây, muốn ôm lấy thân thể lục tư dao. Lục tư dao áp sát vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, hai tay ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Một tay Lưu Tiểu Viễn đặt trên lưng trơn nhẵn của lục tư dao, còn tay kia không biết sao lại đặt lên mông công của lục tư dao. Lục tư dao vẫn chưa hết hồn vía lên mây nên chưa cảm thấy có gì không ổn, mặc cho bàn tay dê sồn của Lưu Tiểu Viễn đặt ở đó. Người đẹp trong lòng, lại là người đẹp không mặc quần áo, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động, huống chi chuyện này còn xảy ra trên người mình, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn lúc này có thể tưởng tượng được. Người ta vẫn nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Lưu Tiểu Viễn cũng không phải thánh nhân, đương nhiên cũng nằm trong số đó. Một đại mỹ nữ như Lục Tư Giao, không mặc quần áo nằm trong lòng mình, hơn nữa một tay mình còn đặt trên mông cong của Lục Tư Giao, hơi thở của Lưu Tiểu Viễn trở nên nặng nề. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.